ở Huế thì đấy là một trong những cái trung tâm văn hóa tôn giáo Phật giáo của miền Trung. Ở Huế có hơn 500 ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau. Thì ngôi chùa này là ngôi chùa đầu tiên của xứ Huế được ông Chúa Nguyễn Hoàng. Thời vua Lê Lợi thì nếu mà nói về một dòng họ nó là về chọn cây cau là một tổ giàng hoặc trời. Nhưng mà không phải thả tóc chính xác. Ôi đẹp thế á. Nó có da ngang không phải vợ mình, không phải vợ mình. Vua Tiểu Trị làm đúng theo sơ đồ thiết kế của cha mình. Thì mỗi cái lăng nó lại ứng với mỗi cái cá tính của vị vua. Ví dụ như vua Tiểu Đức, ông yêu thơ văn, đúng không ạ? Thì lăng của ông nó có cái gì đó nó thơ mộng hơn, uốn éo hơn của lăng. Thì tất nhiên là vua Tiểu Trị là sau điểm của vua này. Và Tiểu Trị là gì? Thái là gì? Là cái bắc hộ, đấy là Vua xuống này.
Của nhà Minh, lăng nhà Minh thì chỗ này là một tấm đá phạm chạm chuẩn. Đi vô cùng núi còn. Tiên này forma để là núi. Mọi người đi nhưng mà thường lại mà 47 48 thôi. Hổ là hai, quản lý của hai bên này là thế dòng châu hổ phụng, và cái khe nước là Minh Đường là khe Châu Ê phía trước mặt đấy, đó là ngày xưa đó. Ça c'est au nord, mais quelques régions au nord, pas toutes les régions, d'accord? À partir du centre au sud, il va être plus un seul en. Chắc là bị rút.
Oh, my God.